Có chuyện gì đâu anh? Có chuyện này hơi mất thời gian trình bày. Mà nhờ thằng nào khuyên hộ được không? Nhờ ai bây giờ? À, Hiệp chó. Gì anh? Lại tao bảo mày khánh hộ thằng Dũng lên khu kỷ luật đi. Thôi nhờ thằng khác đi, em đang đau vai. Ôi, nhanh, chịu khó. Tối tao thưởng cho bao thuốc. Đâu đưa đây? Đi nhanh lên, cán bộ đang chờ kìa. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Chuyện là tao nghe đấy có bọn nó xì xào tai tao, nhưng mà tao không tin cho lắm. Chuyện gì cơ ạ? Bọn nó bảo là mày đang chạy ban để lên tổ trưởng tổ cơm thay tao, có phải không? Thằng nào mồm thối thế nhỉ? Tật điều linh tinh. Em mà biết thằng nào đó em đấm vỡ mồm nó ra. Nghe nói trong này có thằng Toàn mới chuyển đến à? Ừ, nó phòng đầu tiên kìa. Nó ở một mình à? Không, hai thằng. Thì có chi tiến thủ thì cũng tốt chứ sao? Đã là cái thằng tù rồi, lại còn bày đặt thăng quan tiến chức để làm cái gì? Mẹ, thế mà vẫn khối thẳng điện về nhà để đi thầy lên chức đấy. Em chả có cái tham vọng ấy. Cải tạo tốt rồi sang làm em được ra rồi. Thì chắc là có bọn nó ghét mày, nó đồn thổi linh tinh. Thằng nào ạ? Thằng nào nói thế với anh ạ? Mà thôi, mày không thích lên làm lãnh đạo thì ai ép mày làm? Thôi, đi về làm việc đi. Em lên thay thằng Hiệp. Thôi, tao đã hứa cho nó bao thuốc rồi, cứ để cho nó làm. Nhưng mà... Thôi, đi về bếp, xem có gì làm. Toàn đâu? Đi cùng rồi. Mày làm gì vậy? Nhanh cái tay lên, còn sang phòng khác. Ăn suất trên này nhá, suất dưới để thằng Toàn đi cùng về ăn. Ếch nào chẳng là thịt, cơm tù thì có gì khác nhau? Không, suất trên này nhiều nạc hơn, tao bỏ quá một miếng thịt hay sao đấy? Mẹ kiếp, anh mày lại chỉ thích ăn mỡ. Đứa nó sẽ không có cạnh.